Và nếu anh em có bất kỳ một thắc mắc nào cũng như là muốn cập nhật những thông tin nhanh nhất về những sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì có thể là tham gia vào group là xóm công nghệ nha. Link của group thì mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Xin chào bạn, nếu như bạn nào còn nhớ thì vào ngày mở bán của chiếc Reno 5 Oppo đã từng chia sẻ rằng là họ đã nhận được hơn 42.000 đơn đặt cọc tức là xuống tiền một phần để sở hữu chiếc Reno 5 này chỉ trong vòng là 10 ngày Nhưng liệu số liệu mà Oppo công bố nó có chính xác hay không thì trong video ngày hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi tìm kết quả xem thử là so sánh số liệu của Oppo công bố với kết quả mà thị trường đón nhận về chiếc Oppo Reno 5 nó sẽ như thế nào Và người dùng khi mà họ mua chiếc Reno 5 này về sử dụng một thời gian Họ sẽ đánh giá ra sao với chiếc Renault 5 Thì trong clip này mình sẽ dành anh em đi tìm kết quả Và để kiểm chứng xem là số liệu mà Oppo công bố về cái lượng đơn đặt cọc của chiếc Reno 5 nó có quá lô hay không Thì tuần vừa rồi mình cũng có trà xanh trà vải với mấy anh em làm ở bên GFK Thì các anh ấy có cho mình xem cái danh sách là 25 chiếc điện thoại bán chạy nhất nửa đầu tháng 1 năm 2021 Và chẳng có gì bất ngờ khi mà chiếc Reno 5 đang là chiếc điện thoại bán chạy nhất nửa đầu tháng 1 năm 2021 Xếp thứ hai là chiếc Oppo A53 này Xếp thứ ba là chiếc Galaxy A02s Xếp thứ tư là chiếc Oppo A15 Và xếp thứ năm là chiếc Oppo Oppo A12. Vâng, những cái con số mà các bạn có thấy rằng là trong 5 vị trí đầu bảng của những chiếc điện thoại bán chạy nhất nửa đầu tháng 1 năm 2021 á thì Oppo đã chiếm tới 4 vị trí rồi, một con số phải gọi là cực kỳ là khủng khiếp. Nhưng thôi, chúng ta sẽ cùng quay lại với chiếc Oppo Reno 5 đi ha. Thì theo số liệu mà Cây có chia sẻ với mình rằng á thì nửa đầu tháng 1 năm 2021, Reno 5 đã bán được tới tay người tiêu dùng là hơn 40.000 máy rồi các bạn ạ. Nếu mà chúng ta đối chiếu với cái số liệu mà Oppo công bố rằng là hơn 42.000 đơn đặt cọc dành cho chiếc Reno 5 thì gần như là hoàn toàn trùng khớp. Tại sao lại có cái sự chênh lệch về thời gian một bên là 10 ngày 42.000 cọc, còn một bên là 15 ngày với hơn 40.000 máy được tới với tay người tiêu dùng thì cái này các bạn cần hiểu như thế này, này là có rất nhiều bạn đã đặt cọc chiếc Reno 5 rồi tuy nhiên bởi vì một vài những cái lý do có thể là các bạn ấy cái công tác này các bạn ấy uh, đang gặp trục trặc một vấn đề nào đó về mặt tài chính thì các bạn ấy sẽ lấy máy trễ và có thể là lấy máy vào cuối tháng 1 năm 2021 nha cho nên là nó sẽ có một cái sự chênh lệch nho nhỏ với số liệu mà GFK có công bố thì mình nghĩ rằng là cái sự chênh lệch nhỏ như thế này nó hoàn toàn là bình thường và không có gì là quá lỗ lỗ bịch và số liệu mà Oppo công bố như vậy thì với cá nhân mình là hoàn toàn chính xác với chiếc Oppo Reno 5 và để kiểm chứng thêm một lần nữa về cái sức hút của chiếc Reno 5 thì mình có vào website của thầy di động các bạn hãy search vào ở phía dưới này thì sẽ có ngay cái mục là đánh giá và đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình mà mình làm reviewer thấy một cái sản phẩm mà nhận được lượng đánh giá lên tới là 260 comment đánh giá chỉ trong vòng là 15 ngày một con số rất là ấn tượng dành cho chiếc Renault 5 và khi mà bọn mình chia tổng số ra thì số lượng mà đánh giá năm sao lên tới là hơn 80 phần trăm các bạn ạ một con số phải gọi là cực kỳ là khủng khiếp và cái lượng đánh giá một sao nó chỉ chiếm khoảng tầm là 6 cho rất là tới là 7 mà thôi nhưng bây giờ thì mình sẽ không muốn nói về cái số lượng đánh giá năm sao mà mình sẽ muốn nói về những cái À, lượng mà đánh giá một sao liệu các bạn ấy đang gặp những cái trục trặc như thế nào thì một trong những cái vấn đề mà các bạn ấy đánh giá một sao mà mình có đọc được đó chính là trong thời gian đầu mà các bạn ấy sử dụng á thì chiếc reno 5 này khi mà các bạn vào một vài những ứng dụng như là Messenger hay là Facebook thì thường xuyên là bị văng ra khỏi app thì vấn đề này mình xin giải thích rằng là mình đã từng gặp ở trên chiếc Reno 5 tuy nhiên đó là những cái phiên bản phần mềm đầu tiên nha các bạn cái thời điểm mà mình nhận chiếc Reno 5 này mình nhận tới ba chiếc Reno 5 lận các bạn. Hai chiếc đầu tiên á cái phần mềm đầu thì nó giật lag rồi là nó văng ngáp tùm lum ấy, nhưng sau đó tới cái phiên bản phần mềm thương mại bán ra tới tay người tiêu dùng á, sau đó khoảng tầm là hai bản cập nhật thì phải thì bây giờ chiếc Reno 5 của mình nó đã chạy mượt hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể là vào trong cái phần là cập nhật phần mềm ở trong mục là cài đặt nha. Các bạn hãy nâng cấp lên cái phiên bản phần mềm là A19 thì bây giờ khi mà mình sử dụng trong mấy ngày qua về cái phiên bản phần mềm là A19 thì mình thấy rằng là pin này cho tới là cái hiệu năng của chiếc Reno5 nó đã tốt hơn rất là nhiều so với là những cái bản phần mềm đầu tiên rồi các bạn ạ Cái vấn đề thứ hai mà một số bạn có thắc mắc rằng Ờ ờ chiếc Reno5 này nó chơi game kém quá thì có lẽ là các bạn ấy chưa bao giờ xem video của channel The Pixel bởi vì sao? Bởi vì mình đã từng chia sẻ với bạn rồi là Reno 5 không phải là một chiếc điện thoại chuyên biệt về khả năng chơi game, nó có một cái trải nghiệm gaming vừa đủ chứ nó không phải là xuất sắc nhất nha các bạn. Với những tựa game mà phổ biến ở thời điểm tại ví dụ như là liên minh tốc chiến này hoặc là liên quân mobile thì chiếc Reno 5 này nó có thể là chơi được ở mức độ họa là từ khá đổ xuống khá là mượt mà. Còn với cái tựa game là PUBG Mobile thì mình khuyên anh em là nên chơi ở cái chế độ là smooth nha thì nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm tốt hơn về mặt hiệu năng ở trên chiếc Reno 5 nhưng chưa bao giờ mình khẳng định rằng Reno 5 là chiếc điện thoại xuất sắc nhất trong tầm giá về khả năng chơi game còn về cái thời lượng pin á thì mình đã từng chia sẻ với bạn rất là nhiều rồi là chiếc Reno 5 này không phải là một chiếc điện thoại pin quá là trâu nếu mà với những tác vụ cơ bản hàng ngày nó chỉ đủ sử dụng trong vòng là một ngày thôi nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một cái tốc độ sạc rất là nhanh 50 w cơ mà cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là yên tâm trong quá trình mà trải nghiệm về chiếc Reno 5 này nha à, nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn ấy cũng chưa bao giờ xem channel được pixel á bởi vì sao bởi vì mình đã từng chia sẻ với bạn trong những cái video đầu tiên về chiếc reno 5 là reno 5 pin của nó chỉ đủ dùng trong vòng một ngày với những tác vụ cơ bản còn nếu mà bạn chơi game á thì nó sẽ tụt khá là nhanh và một cái điểm nữa mà mình đọc được từ rất là nhiều bạn chấm điểm thấp dành cho chiếc Reno 5 là bởi vì cái bong bóng chat của Messenger nó rất là khó sử dụng. Thì cái này nó liên quan trực tiếp tới hệ điều hành là Android 11 đến từ nhà Google chứ nó chả liên quan gì tới cái nền tảng là ColorOS 11 của bên nhà Oppo nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những chiếc máy đang sử dụng cái nền tảng Android 11 á thì cái bong bóng chat của Facebook Messenger nó rất là khó sử dụng các bạn ạ. Hiện tại thì mình cũng đang sử dụng chiếc Oppo Find 2 Pro này và thậm chí là chiếc Galaxy S21 Ultra Android 11 cái bong bóng chat Facebook Messenger nó rất là khó sử dụng thì cái này các bạn cần phải thông cảm cho Oppo nha không phải là Oppo muốn như vậy mà là do Google và Facebook họ làm ra một cái kiểu mới ở trên nền tảng là Android 11 đó là những cái thắc mắc mà các bạn ấy có comment ở trong bài post những cái bài đánh giá về chiếc Reno 5 ở trên website của Thầy Giới Động. Còn với những cái uh, bình luận tích cực đó, thì mình có lẽ là mình cũng không phải nói quá nhiều lắm đâu. Bởi vì các bạn ấy đều khen là thiết kế đẹp, mỏng, nhẹ, màn hình sáng rồi là mượt mà này, rồi là camera chụp ok, mọi thứ đều rất là ngon rồi. Cho nên là mình cũng không muốn khen lại mà mình chỉ muốn đi giải đáp một vài những cái thắc mắc mà các bạn có comment ở trên website của Thầy Giới Động. Còn các bạn, những bạn đang sử dụng chiếc Reno 5, các bạn suy nghĩ gì về sản phẩm này? Các bạn gặp những cái vấn đề gì có thể là comment ở phía dưới nha hoặc là comment ở trong xóm công nghệ bọn mình sẽ trả lời toàn bộ những thắc mắc của anh em về chiếc Oppo Reno 5 cũng như là những sản phẩm được bán chính hãng khác của Oppo, của Samsung, của Xiaomi, của Realme, của Vivo vân vân và mây mây. Còn các bạn, các bạn suy nghĩ gì về clip này? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Còn xem này đây rồi cảm thấy video này hữu ích, các bạn có thể là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông Thì có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Các bạn nhớ bye.